vị và các bạn, trước mặt quý vị và các bạn là chiếc máy nghiền ngô, thóc, lúa, các sản phẩm nông nghiệp tự hút. Chúng ta không mất công phải bê vác lên vất vả như máy hồi xưa mà là có cái vòi tự hút đấy ạ. Rất chi là tiện lợi. Công suất nghiền ngô khoảng 1 giờ khoảng 600 đến 700 kg trên 1 giờ. Đây là sảng của nó. Đây là sạc 3 ly ạ. Còn mấy chiếc sạc nữa ở trong này ạ. Các bạn là một cái sạc 2 ly ạ. Có thể nghiền nhỏ, rất chi là nhỏ ạ. Và mịn. Máy sử dụng động cơ điện dân dụng 1 pha. Motor 3,5 kW, tương đương 4,5 HP. Chiếc máy này sử dụng 2 dây vô loa. Nên nó rất chi là khỏe. Đây là lượng da của thịt ở đây, hình ngô đấy ạ, ra đây ạ, hút vào đây, qua máy đập đánh đi qua đây và xuống đây. Trên này là chỗ thoát khí ạ. Máy được sơn rất chi là đẹp. Khung bệ chắc chắn. Quý vị nhìn cái gì kỹ ấy. Mọi thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ số điện thoại dưới màn hình. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe.